Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với năm anh. Xin mời quý vị đến với một bài viết của tác giả tưởng năng tiếng Chuyện một chiếc cầu đã cũ. Ăn thật làm giả, tục ngữ Việt Nam. Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi buồn bã và thất vọng kết luận. Nhân loại nói chung trình độ hiểu biết còn kém lắm. Đến bất cứ phương trời nào, gặp bất cứ người nào, tôi cũng hâm hở bắt tay rồi hớn hở tự giới thiệu với rất nhiều hãnh diện. I am Vietnamese. Je suis Vietnam nhé. Ngộ là người Việt. Tất cả đều trố mắt nhìn, nhưng không một ai buông lời trầm trồ hay tỏ vẻ ngưỡng mộ gì ráo trọi. Thiên hạ vốn dốt nát về huyền sự nên không biết dân Việt Thuộc dòng giỏi tiên rồng Đã đành Ngay cả lịch sử hiện đại cũng thế Cũng chả đứa nào nhớ rằng Dân tộc này đã từng đánh thắng Liên tiếp mấy đế quốc to Thật là đáng tiếc Và đáng chán Thôi thì ta về Ta tắm ao ta vậy Kẹt cái là tôi lỡ đi quá xa Và quá lâu Nên dễ gì mà về ngay được Lội đội mãi Đến chiều qua mới tới Si Phan Don. Thôi, từ đây có thể nghe tiếng gà gáy bên sông thuộc đất Campuchia, nhưng chèo ghe về tới quê nhà cũng dám mất đến cả năm, dù rằng nước chảy xuôi dòng. Si Phan tiếng Lào có nghĩa là 4.000 đảo. 400 Island gọi là quần đảo nghe cho nó bảnh, chứ thực sự thì gần như tất cả đều chỉ là những cồn cát nhỏ, không có chi ngoài cỏ cây, lau lách và chim chóc. Hai trong ba hòn đảo lớn tập trung dân cư, Đonze và Doncon, được nối liền bởi một cái cầu ngắn, không tên, nên thiên hạ vẫn thường gọi bừa là cầu Pháp friend Bridge). Cầu nối liền Donze và Doncon tôi đếm được 240 bước chân theo chiều dọc và 8 bước chiều ngang. Hai cái xe ôm đi trái chiều thì dư sức qua cầu, nhưng xe trút trút thì chắc thiếu, thiếu chắc. Nó nhỏ tới độ mà thấy thương, nhưng bền tới phát sợ luôn. Pháp chính thức trả độc lập cho Lào vào năm 1946. Cái cầu Tây này chắc chắn phải có mặt trước đó một thời gian không ngắn nước đã chảy qua cầu cách trăm năm, nhưng xem ra thì những trụ bê tông cốt sắt nó vẫn chưa mòn và ngó bộ cũng sẽ vẫn cứ y chang như thế thêm chừng cỡ trăm năm nữa. Độ bền bỉ của Frank Bridge khiến cho tôi không khỏi trạnh lòng nghĩ đến những bản tin nhàn nhãn trên báo chí ở đất nước mình. Sập cầu ở Đồng Tháp, xe tải rơi xuống sông cầu sập ở Khánh Hòa, ba người rơi xuống sông. Thành Hóa, mặt cầu sập khiến hai người chết, ba người bị thương. Cầu Tiên Tỷ, chưa kịp Khánh Thành, đã sập xuống sông. Cầu Sáu Tỷ, vừa thông xe đã sập. Cầu xây chưa xong, đã gãy ngang, sập xuống sông. Cầu xây 100 tỷ, chưa nghiệm thu, đã sập. Chuẩn bị khánh thành thì cầu sập xuống sông. Cầu mới khánh thành, hai tuần đã sập. Ăn thật làm giả, làm cho xong, làm lấy có, làm lấy lệ, làm đại cho rồi. Có lẽ đã trở thành tập quán của người dân Việt. Dường như chả ai ngạc nhiên, và cũng không ai bị quy trách nhiệm hay là khiển trách gì ráo. Vì những chiếc cầu vừa đi hay chưa kịp bước chân lên đã sập. Có kẻ còn thản nhiên biện bạch rằng cầu tạo hình chiếu V chứ không phải sập. Kẻ khác thì vẫn lấy làm tự hào về hệ thống cầu đường ở xứ sở này. Cầu Nhật Tân, cầu dây văn lớn nhất Việt Nam, cầu rồng, cầu đạt nhiều giải thưởng nhất Việt Nam, cầu Phú Mỹ, cầu dây văn lớn nhất Sài Gòn, cầu bãi cháy, cầu dây văn một mặt phẳng đầu tiên, cầu Cần Thơ cầu dây văn có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Cầu Thị Nại, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu Long Biên, cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng. Cầu Mỹ Thuận, cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam. Cầu Sông Hàm, cầu quay đầu tiên của Việt Nam. 10 cầu Rạch Miễu, cầu dây văn đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công. 10 cái cầu gắn liền với niềm tự hào của người Việt Nam theo báo Điện tử Cơ bộ Xây dựng ngày 15 tháng Giêng 2015. Cả chục, các cầu kể trên đều vay vốn của DOA và được thiết kế cũng như thi công bởi người ngoại quốc, trừ Sông Hàng với Rạch Miễu. Cầu Sông Hàng thì chủ thầu là Phạm Minh Thông bị bắt vì đã rút ruột công trình để đi qua biếu và đi chúc Tết một số người nào đó. Cầu Rạch Miễu, thường được hãnh diệt mô tả là 100% made in Việt Nam. Ngay sau khi Khánh Thành liền trở thành nổi tiếng vì những tai nạn kinh hoàng và nạn kẹt xe thường trực do cách thiết kế rất ngu. Cầu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre mà chỉ làm có hai lạc xe chạy. Cho đến nay, người Việt vẫn chưa tự làm được con ốc cho xe máy, cứ vặn là trờn ren nên chả trách chi họ làm cầu chưa nghiệm thu đã sập. Vấn đề không nhất thiết đã tùy thuộc vào khả năng mà còn ở tinh thần làm việc. Bao giờ mà dân tộc này vẫn còn những ông đại biểu vào nghị trường để ngủ hoặc chơi game, những ông bác sĩ chỉ làm bộ khám bệnh và những ông chính khách giả vờ đi dự những hội nghị quốc tế nhưng núm tai nghe cũng để ngoài tai thì dù có đánh thắng mấy đế quốc to chăng nữa, e à đất nước vẫn khó thoát khỏi lệ thuộc, không tay cũng tạo thôi. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC. Xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Thông báo chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong. Xin mời quý đồng hương đến tham dự chương trình hội đàm để hiểu rõ thêm về hiện tình đất nước và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh từ những nhà dân chủ lưu vong. Chương trình hội đàm sẽ được tổ chức tại hội trường chùa Liên Hoa. 6709 Sugarland Howard Road, Houston, Texas 77083. Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Xin liên lạc ban tổ chức bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương 281-650-0658, giáo sư Nguyễn Chính Kết 832-484-2780.